Dạ vâng, xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đã quay trở lại với chương trình Những Chiếc Xe Đẹp, Những Chiếc Xe Chất Lượng của em. Vâng, và thì trước mắt các bác đây, em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe Mạc E200 sản xuất năm 2012, đăng ký lăn bánh lần đầu 2013. Đó, vâng, ở phân khúc Mạc E thì chiếc xe này thì được đánh giá rất chi là lành nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì máy được sử dụng khối động cơ 1.8 rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, và điều đặc biệt là tất cả sửa chữa của chiếc xe này cũng dễ hơn là chiếc xe E300. E300 vì nó sử dụng khối động cơ V6. Đó. Thì con này thì đi rất là tiết kiệm xăng này. Đó. Động cơ vừa phải. Đấy. Vâng, thì khi mà ngày xưa 2012 thì lăn bánh chiếc xe này thì rất là nhiều tiền các bạn ạ. Lăn bánh chiếc xe này thời đó phải hơn 2 tỷ, gần 3 tỷ mất. Đó, nhưng bây giờ sau 8 năm sử dụng thì em nó vẫn còn rất chi là trẻ trung, rất chi là thanh lịch mà giá lại rất là vừa phải. Rất là vừa túi tiền luôn. Vâng. Thực sự là ngày xưa thì nhiều bác là phải ước ao khi mà chiếc xe này lăn bánh trên đường thì nhiều người phải ước gì là mình được sở hữu chiếc xe đó. Đấy, nhưng mà bây giờ thì các bác không phải ước nữa mà nó đã trong tầm tay của các bác rồi. Khi mà giá trị của nó chỉ còn rất là ít thôi. Chính xác là chiếc xe này đang được em chào bán với giá 580 triệu đồng các bác nhé. Đó, 580 triệu đồng chỉ bằng một chiếc xe vừa vừa thôi, Mazda 6 này, Mazda 6 cũ đó, và chỉ ngang ngang với những chiếc xe Elantra rồi Cerato cũ thôi. Thì là nhưng mà những chiếc xe đó thì nó cũng chỉ hơn vài đời thôi mà cũng xem tiền nhau. Chiếc xe này thực sự là 2012 thật, nhưng mà nó còn quá là đẹp. Tại vì sao? Vì những chiếc xe này chủ nhân trước là cũng toàn người có tiền, giám đốc rồi là chủ tịch rồi là nói chung là toàn những người có tiền thôi các bác ạ. Đấy, mà người có tiền thì người ta tiêu tiền nó chuẩn lắm, nó thông minh lắm. Đấy, các cụ bảo rồi, không nên dạy những người có tiền cách tiêu tiền, đúng không ạ? Đó. Thực sự là chiếc xe này mang lại cho các bác giá trị rất là nhiều khi sử dụng luôn. Đó là an toàn này. Đấy, các tính năng tiện ích này. Và điều đặc biệt là khi mà bước xuống xe này, cái chất nó đã khác rồi các bác ạ. Đó, con người nó đã khác rồi. Thì là các bác nhà mình ơi, đây. Đó, các bác nhìn này, cái thân vỏ của em nó đây. Đó. Phần sơn vẫn còn rất là căng mọng luôn, sáng bóng luôn. Đó. Đây các bác nhìn từ cái đường khe kẽ đây. Rất là sắc nét này. Đấy. Được mạ lẹp hết. Mạ chrome lốc rất là sáng bóng và sang trọng luôn. Vâng, thì sau đây thì mời các bác đi về phần chi tiết để xem là chủ nhân của chiếc xe này có yêu xe hay không và có giữ xe hay không các bác nhé. Vâng, thì đây cái phần đèn đây. Đó, em vẫn nói thường nói là cái phần đèn là cái cửa sổ tâm hồn rồi. Đó. Đấy, cái cửa sổ tâm hồn nó có đẹp thì cái nội tâm nó mới có sáng, đúng không ạ? Thì là cái phần đèn đây các bác nhìn này, nó vẫn còn trong như pha lê luôn. Đó, vẫn còn trong luôn này các bác này. Đó. Đấy. Vâng, và đây, ở dưới thì đã sinh nhan thì đã LED hết rồi các bác nhé. Và ở trên đã pha projector tinh cầu thủy tinh hết rồi. Đèn nước theo góc lái. Và đây, rửa đèn có hết luôn các bác nhé. Đấy. Đấy, thì cái mặt cản ca lăng đây các bác này. Đó. Nhìn cái mặt cản thôi đã thấy nó uy lực rồi. Đấy. Nhìn cái mạch cản thôi đã thấy nó gọi là thấy yêu rồi. Vâng, các bác ơi, phần đèn bên này đây. Đó. Vẫn còn sáng luôn. Chủ nhân của chiếc xe này thì cũng là rất là giữ xe rồi. Đây ạ, lẹp mạ chrome được nhà thiết kế. Và đương nhiên rồi, những chiếc xe này thì cảm biến xung quanh xe các bác nhé. Cảm biến xung quanh xe, khi mà vừa tới trạm thôi là nó đã cảnh báo rồi. Và đây thì ở phiên bản này thì vành là 17 in các bác nhé. Vành 17 in đi rất là êm. Đó. Đương nhiên rồi. Mẹc mà.
từ cái tôn sắt thép, từ tất cả mọi cái luôn, nó đều là người Đức thì luôn tính toán đến những cái độ an toàn cho người ngồi cầm lái đó. Nó chắc chắn lắm ạ, nó dày dặn lắm. Các bác phanh một cái là nó nhún xe xuống, chứ nó không bay, nó không quay xe như là những chiếc xe Hàn, xe Nhật. Đúng không các bác? Những bác đi xe Đức rồi sẽ hiểu cái giá trị của xe Đức. Đấy. Đi xe Đức rồi sẽ không muốn đi xe khác luôn. Cánh cửa thì chắc lắm, chắc lịch luôn. Chắc lịch luôn, quá là phê luôn. Đó. Vâng. Có 580 triệu thôi các bác ạ. 580 triệu mà ngồi trên chiếc xe này thì nó là đẳng cấp rồi, nó là VIP rồi các bác ạ. Đó, tội gì mà không chơi các bác ạ. Giờ nó khấu hao gần như là hết rồi các bác ạ. Vâng, và đây thì đây là được dán là E300 các bác nhé, được dán E300 nhưng thực ra con này nó là E200. Đó. Vâng, thì cái phần đèn đây các bác này. Phần đèn thì được thiết kế cũng rất là hiện đại nhé. Thời đó 2012 nhưng mà được thiết kế rất là hiện đại. Toàn LED thôi các bác ạ. Khi mà bật lên thì rất là sáng và đẹp. Lẹp mạ chrome sáng bóng luôn. Đó. Thực ra là ngày xưa thì được chất liệu của Mac thì không thể chê được rồi. Được thiết kế rất là đắt đỏ, rất là nhiều tiền. Cho nên là những cái chất liệu của nó khác hoàn toàn. Từ cái nước sơn thế các bác ạ. Nước sơn của em nó là nước sơn chai luôn. Chứ không như là những nước sơn như của xe bình thường. Đó. Nước sơn rất là chai. Chắc lắm các bác ạ, chắc lắm. Nói chung là cái bác mấy cái bác vái ớt này va vào xe này thì chỉ có méo thôi, chứ còn xe này thì không bao giờ bị làm sao luôn. Em đã từng đi con B rồi, vái ớt đâm vào em phát là B không việc gì luôn, mà vái ớt tan đầu luôn các bác ạ. Đó. Đấy là giá trị của những chiếc xe Đức các bác, nó bảo vệ an toàn cho mình rất là cao, đi tốc độ cao cũng không sợ. Đây ạ, cảm biến xung quanh xe nhé các bác nhé. Đó, cảm biến xung quanh xe này. Đấy. Cảm biến xịn sò luôn. Vâng. Đó. Đây các bác nhìn này, từ cái đường gần khe kẽ này, sắc nét cực kỳ luôn. Chiếc xe này chủ nhân đi rất là dữ các bác nhé. Phần sơn zin con này còn rất là nhiều, trên 90% các bác ạ. Đó. Sơn tỉa, sơn tiết thì không tránh được, gần như là. Nhưng mà con này thì rất là ít. Theo em đánh giá thì nó rất là ít thôi, không có sơn tỉa nhiều các bác. Sơn còn rất là căng. Vâng. Phần cua lốp đây, cua lốp thì lốp lỉ, cua lốp lỉ cho nên là chống ồn rất là ok, rất là tốt các bác. Đó. Đấy, tội gì mà không đi đúng không các bác? Bây giờ nó còn có 580 triệu thôi. Đó, đây các bác này, nét căng luôn, quá là đẹp. Được. Thì sau đây mời các bác đi về khoang nội thất nhé, em cũng giới thiệu qua cho các bác này. Vâng, đây các bác nhìn cái nội thất của nó đây. Đây, cái chất liệu làm nên mẹt, nó khác các bác ạ. Nó khác hoàn toàn, tại vì là cái giá thành sản xuất ra xe nó rất là cao. Cho nên là từ các chi tiết tiểu tiết, từ cái đường may thôi, nó đã khác hoàn toàn xe Hàn, xe Nhật rồi các bác ạ. Đây ạ, nét căng luôn. Đây, gỗ này các bác này, gỗ này, loa xung quanh xe. Từ cái tem cái mác này, nó vẫn còn zin hết. Đương nhiên rồi, những chiếc xe này mẹt thì chủ nhân phải giữ rồi. Lưng như lưng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Đây các bác này. Đấy, chiếc xe này nó bẩn thôi, rửa đi này, lau đi nó sẽ sạch các bác. Đó. Vâng. Cái bản táp ly cánh cửa đây nó như cánh cổng này các bác này. Đấy. Chắc lắm. Vâng. Đây ghế chỉnh điện các hướng rồi. Đây nó đẹp thì nó đẹp từ cái phím này các bác này. Đời này lắm bác mà đi nhiều cọ nhiều là sẽ bạc hết các bác. Đó, vâng. Và ghế đây căng luôn này. Đấy các bác này, càng đét luôn này. Đó. Càng đét, chắc lịch luôn. Ôi giời ơi, mà ngồi chiếc ghế của nó sướng, nó phê. Ôi giời, êm lắm các bác ạ. Đây ạ. Rất là xịn sò luôn, từ cái yên ngựa bọc da hết. Mà da này là da xịn. Đấy. Da sở rất là sướng, nó chai. Chứ không như là mấy cái da của Hàn. Đấy. Em so sánh cũng hơi ấy, nhưng mà mình so sánh cái chiếc xe này, cái đời tầm này thì giá nó rất là vừa phải rồi. Đó, thì nếu là em thì em cũng thử chơi con mẹt cho nó sướng. Đây ạ, củ phanh, à củ số đây. Nét căng luôn, mới keng. Đây, cái vô lăng này các bác này. Vô lăng cũng vậy đây. Đương nhiên rồi, những chiếc xe mẹt thì các bác đi rất là dữ rồi.
Đây, cái ghế của nó đây. Càng đét luôn các bạn, sở cái da của nó thôi đã dày lắm. Tại vì da nó là da xịn các bạn, da bò. Đó, đây, ghế già nó chai da, sở bóp nó căng da. Đấy, cho nên bảo sao mà nó bền thế, giữ được form. Đấy, nó căng như thế này. Đấy, đây ạ. Sướng, phải nói là sướng phê. Đó. Chỉ sợ là không có tiền thôi, chứ còn có tiền thì các bác lên đi xe Đức, lên trải nghiệm. Đó. Vâng. Thì cái phần táp ly cánh cửa bên này đây cũng vậy đây các bác này. Nó rất là đẹp các bác nhé. Đây. Sắc nét kinh khủng luôn này. Các bác nhìn này, từ cái đường gân chỉ này. Rất là đẹp các bác. Đây. Từ cái phím này. Rất là tinh tế này. Mạ hết chrome. Đây. Cái hàng ghế sau đặc biệt là em thấy là gần như là người ngồi rất là ít. Tại vì ghế thấy nó còn rất là sáng các bác. Rất là sáng. Ghế rất là sáng luôn. Từ cái đường chỉ mới ra rất là sáng. Đây. Hàng ghế sau này. Rộng rãi, sang trọng. Em rất là thích ngồi ở chiếc Mac Em, Mac F. Tại vì da của nó mềm mà ngồi nó sướng lắm. Ngồi nó ôm người, ngồi nó thích. Mà cảm giác ngồi nó sướng lắm. Ngồi trên chiếc xe này. Đây các bác này. Khó diễn tả. Đây. Tất cả là màn hình LCD hết rồi. Điều chỉnh ở đây. Cửa gió, điều hòa có hệ sống sạc rồi. Điều hòa hai vùng độc lập. Và đây nữa. Cả đây có điều hòa nữa này các bác này. Và đặc biệt là loa con này thì xung quanh xe luôn. Đó, túi khí cũng xung quanh xe. Nó rất là an toàn đây này. Các bác này, đấy, loa đây cũng có này. Hai cánh cửa sau, hai cái cánh cửa này cũng có loa này. Bảo sao mà ngồi lên âm thanh nó phê thế. Đấy. Ngồi lên âm thanh, ngồi lên chiếc mẹt thì cũng mà các bác cứ ngồi cả ngày không muốn xuống. Tại vì âm thanh nó hay các bác. Mà ngồi nó êm, nó sướng. Đó thì đây các bác này, khoang hành lý rất là rộng luôn. Rộng lắm đấy ạ. Đây. Ở phần này thì đã có những cái mà cảnh báo các bác. Đây. Cái lỉ của nó đây. Nó vẫn còn đẹp keng này các bác này. Lỉ rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Chiếc xe người họ phải giữ thì cái lỉ nó mới đẹp được thế này các bác. Đây, từ cái phần sau này các bác này. Đấy. Phần sau nhựa sau rất là đẹp. Đó. Đây ạ. Vâng. Cốp rộng lắm đấy các bạn. Rộng ơi là rộng luôn. Đây, lật lên này các bác này. Đây, các bác xem này. Nó mới chứ chưa các bác. Đây, mới keng luôn này. Đấy. Bên trong này các bác này. Khác gì xe mới không các bác? Không khác gì xe mới đâu ạ. Đây ạ. Phải nói chiếc xe này chủ nhân rất là giữ. Chủ nhân chắc là rất là yêu xe thôi. Mới giữ được cái xe nó đẹp như thế này. Đó. Vâng, phải nói là nói chung là người Đức thiết kế rất là tinh tế, mà những chiếc xe Hàn bây giờ chưa có luôn, đi trước thời đại luôn các bác. Cánh cửa sau của các bác này. Đấy, các bác nhìn nó mới chưa, rất là mới luôn. Phải nói là em thấy cái hàng ghế sau này có vẻ là rất là ít ngồi, cho nên là nó mới đẹp như thế này, nó mới căng như thế này ạ. Hàng ghế sau em thấy đẹp, đẹp quá cơ. Phải nói chiếc xe này quay nó mới sướng làm sao. Đây ạ. Cửa gió hết à, hết rồi các bạn. Đó, băng vào đây. Cánh cửa này như cái cánh cổng nhà mình luôn, rất là chắc chắn. Bảo sao mà chiếc xe nó chắc chắn như thế. À. Chắc, phải nói là chắc. Nói chung chiếc xe này mà đi nữa cơ thì nó mới phê cơ các bạn. Đây các bác này. Con này nó đẹp đều các bác. Đây này. Từ cái phím này nhiều xe là bạc phếch luôn các bác. Em bán xe nhiều em biết lắm, xe là bạc phếch luôn này. Đây từ cái phím này. Nét căng luôn các bác. Ghế đây chỉnh điện hết rồi. Đấy, chỉnh điện các kiểu luôn. Đó. Vâng. Và đây. Chiếc xe này. Trời ơi. Đây loa này các bác nhìn này. Xung quanh xe luôn này. Đó, ở đây cũng có loa luôn này. Đó, có màn hình giải trí trung tâm này. Đấy. Đây. Phím xoay xịn sò điều chỉnh ở màn hình trung tâm luôn. Đó. Vâng. Nói chung là chiếc xe này quá là nhiều công nghệ luôn. Đó. Vâng, thì anh em mình tham quan cái phần khoang máy nhá. Đó. Chắc quá.
Wow. Đây này các bác này, cái cỗ máy của chiếc xe này đây. Đó, ở cái cỗ máy 1.8 này thì rất là lành tính các bác. Lành lắm đấy, chứ nó không như máy V6 các bác. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái phần này nó mới chưa? Chiếc xe này rất là mới luôn, bác nhìn cái ốc kia nó còn zin kìa. Đấy, cái ốc này. Hai cái ốc này nó vẫn còn zin, còn chấm sơn này các bác này. Máy con này còn zin đét luôn nha các bác nhé. Đó, chiếc xe này rất là đẹp, đi rất là ít cho nên cái máy nó sáng bóng như này các bác. Đó, và đây này các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn sáng bóng này. Đó, đây, cho các bác xem này. Đấy, từ cái ốc này vẫn còn zin đét này. Đấy, từ cái cổ phanh đây rất là đẹp. Đó, chiếc xe này rửa đi thì nó sẽ sạch thôi, nó sẽ đẹp sáng thôi các bạn. Đấy, cái máy còn đây, cho các bác xem này. Zin hết luôn các bác nhé, máy chưa động chạm, chưa làm gì luôn các bác. Chưa động chạm đến một con ốc luôn. Quá là đẹp. Vâng. Thì bác nào mà đang thích mẹc thì em nghĩ chiếc xe này rất là hợp lý cho các bác này. Rất là hợp lý, chỉ có 580 triệu đồng thôi. Đó, và bác nào mà chưa đi mẹc bao giờ thì em nghĩ là lên trải nghiệm, lên trải nghiệm một lần thử các bác ạ. Đó, vì chiếc xe này bây giờ nó hết khấu hao rồi. Có 580 triệu thôi mà đời 2012, lăn bánh lần đầu 2013. Nó quá xứng đáng để đi luôn. Đó, rất là xứng đáng để đi luôn. Đi chiếc xe này thì các bác không thích đi những chiếc xe khác luôn, tại vì mẹc e mà, nó là phân khúc tầm trung. Đồ đạc rất là lành tính thôi, không có gì cả. Mẹc S thì mới sợ các bác, mẹc S nó có bóng hơi rồi các kiểu, nhưng mẹc E, mẹc C đi rất là lành tính. Không có một cái gì cả. Bảo dưỡng thay thế như là Camry thôi. Đồ bây giờ còn dễ hơn. Rất là lành các bác. Vâng, thì bác nào mà yêu thích thì hãy alo cho em 0833 11999 để biết thêm thông tin chi tiết nhé các bác nhé. Đó, và bác nào mà đang xem mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của em để tiếp tục được cập nhật những mẫu xe ngon, bổ rẻ, chất lượng của em nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất là nhiều.